Ok, và xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel mình. Và mình là Ngọc đây, và lâu rồi mình không quay clip cho bạn xem được. Mình đi phải đi sửa cái này, nó mất rất là nhiều nha. Thì bây giờ mới có quay lại cho bạn xem được. Yeah, và bây giờ mình không quay về Lab Lab nữa. Bây giờ sẽ mới quay về Minecraft. Minecraft này không phải là Minecraft gì mà Minecraft hạng à. Mixer gì đấy. Phiên bản này rất xấu, tôi đã chơi thử phiên bản này một lần cho xem rồi. Ok. Chơi mod này. Đây là mod này mà. Nó toàn là mod lên chó. Đây cái mod này rất xấu, các bạn đừng chửi nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ngôi nhà hiện đại cực đẹp. Giúp mình là mẹ đăng ký ủng hộ cho mình nha. Yeah, đây là các bạn hãy đăng ký để giúp mình đạt được cái này. Đây là cái mình rất là mơ ước, nhưng mà các YouTuber trên thế giới đã có rồi. Không là hai mấy vô mình sẽ hơi lát được để mình chấm hơn bình thường chút đấy. Để cho bạn nghe một cái nhà bằng đá. Alo không? Nhà đây mình đã không khung rồi. Là vậy. Nhưng mà cứ là như thế này. Yeah, và tiếp theo các bạn lấy cho mình cái này xấu nhỉ. Không giống phi gì hết. Đây mình đã đạt 1 triệu lượt xem rồi. Thì cái video lên đó đã đạt 1 triệu. 1 triệu lượt xem. Và nó có những cái bình luận. Thế là tôi rất là bức xúc mà không biết như thế nào. Và chắc có lẽ là tôi sẽ làm những clip hay hơn cho bạn xem. Thank you.
ra là cái game mà tôi mà thích đánh nhất đó là Black Land. Nói những cái game Black phải nó bằng Black đó. Đang bật cái gì? Sorry các bạn nha, lát chút tôi đang móc lên bây giờ tôi mới biết là YouTube là một cái gì ấy. Tôi rất là đang có cái YouTube được nửa tháng rồi, hơn nửa tháng các bạn ạ, thật sự luôn á. Không nên các bạn lên channel YouTube của tôi, sẽ đọc channel YouTube cho các bạn xem. Các bạn nào chưa biết thì hãy vô Duy Nguyễn Ngọc Class of Class và theo dõi những video của mình. Yeah, và what's up. Mình lên 1 triệu sắc một ngày nào đó gần nhất, và bữa nào mình sẽ làm cái intro giới thiệu cái ngôi làng và ngôi chùa cổ mình. Thì có rất là nhiều mẫu step này, nhà thì rất là nhiều luôn, mờ nhà mét và nó có xanh nhà trong nội lát. Thu thập dầu đen em thu xoay. Còn đây là cái trại nấu nướng của cái quân đội. Ở đây đây là cái nhà giấy, còn đây là cái chỗ thu hoạch lúa cũng sắp chín rồi, mà cái đó chỉ là phụ thôi, cái này mới là chín này. Chị còn thấy đấy, còn thấy gì không? Cái chỗ tôi kia đang xây ấy đấy, mục đích chính của là xứng sẵn xây nơi nghỉ ngơi mà là review những cái chỗ mà tôi xây lên mà sao nó vẫn lắc nhỉ, rất là nặng. Nhưng mà không sao, các bạn mong các bạn thông cảm. Yeah, và các bạn thích video này đừng quên để lại cho mình một like, chia sẻ, đăng ký để giúp mình.